Ruby xin kính chào quý anh chị. Ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý anh chị một mẫu nhẫn nam hot hit năm 2024. Mẫu nhẫn này có tên là nhẫn Ruby Rolex với hộp kiểu dáng văn phòng. Mời anh chị cùng xem qua bản vẽ 3D trước khi đến với những hình ảnh hoàn thiện sản phẩm. Đây là chiếc nhẫn mà khách hàng đã đặt tại Ruby chúng tôi với tiêu chuẩn là nhỏ gọn và thành lịch. Nhẫn được thiết kế tinh chỉnh sắc nét, chỉnh chu tới từng chi tiết nhỏ nhất. Với mẫu nhẫn nam Ruby Rolex này, đá chủ sử dụng là viên Ruby Facet lục yên tự nhiên 100%, có độ chiếu rực rỡ, được tuyển chọn và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Với trọng lượng viên đá chủ là 0,83 carat, nhỏ nhắn kết xung quanh là 18 viên kim cương thiên nhiên loại đẹp nhất, ánh sáng của kim cương kết hợp với độ chiếu của đá chủ càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp rực rỡ của chiếc nhẫn. Chất liệu của chiếc nhẫn được làm bằng vàng 18K, trọng lượng là 2,58 chỉ, tạo nên tổng thể chiếc nhẫn sang trọng và lịch lãm. Ngoài ra, bên trong chiếc nhẫn được thiết kế giác lòng tổ ong, khắc đầy đủ thông số của nhẫn một cách công khai, minh bạch để khách hàng dễ dàng nắm được thông tin của chiếc nhẫn mình đang sở hữu. Về mẫu nhẫn mà chúng tôi đang giới thiệu với anh chị có tổng trị giá trên 40 triệu đồng, bao gồm cả đá chủ, ổ nhẫn và cùng chế tác chiếc nhẫn, mức giá có thể thay đổi cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào đá chủ. Để phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình, quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình hoặc vào website iruby.vn để chúng tôi tư vấn chi tiết. Nhìn chung, tổng thiết kế của chiếc nhẫn này vừa thanh lịch, gọn gàng lại cực kỳ sang trọng. Mẫu nhẫn dáng văn phòng mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cao phù hợp với xu hướng hiện đại. Và hơn hết, nó còn đem lại ý nghĩa phong thủy đối với chủ nhân. Bởi lẽ, từ rất lâu người ta quan niệm rằng màu đỏ là màu của sự may mắn, thế nên nhẫn đá ruby sẽ như tấm bùa thu hút vận may tài lộc cho người được sở hữu. Một lần nữa, chúng tôi xin để lại địa chỉ chi tiết của anh chị có thể xem thêm nhiều hơn sản phẩm hoặc lên trang sức tại Ruby. Mời anh chị truy cập website hoặc kênh YouTube Ruby Tinh Hoa Đá Quý, hay có thể đến trực tiếp showroom để trải nghiệm dịch vụ tại địa chỉ số 11 lô 6 khu đô thị Đền Lừ 2, Hoàng Mai, Hà Nội. Hotline 0858 866 666. Ruby trân trọng cảm ơn.